Đôi mắt một mí nhỏ hẹp khiến bạn luôn mặc cảm và thiếu tự tin trong cuộc sống. Dịch vụ bấm mí Hàn Quốc tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương sẽ mang lại cho bạn đôi mắt hai mí to tròn, long lanh, có chiều sâu đầy ấn tượng, chỉ gồm 4 bước theo quy chuẩn Hàn Quốc. Chỉ sau khoảng 15 đến 20 phút thực hiện, khách hàng sẽ hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi diện mạo khuôn mặt với đôi mắt hai mí rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn như những ngôi sao màn bạc xứ kim chi. Mắt đẹp mí xinh, lung linh rạng rỡ,